Chào mừng các bạn đã đến với kênh Top Khám Phá Bí Ẩn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao kế hậu Ô Lạp Thị lại chịu cái kết thảm khi tự cắt đi mái tóc trước mặt Càn Long. Trong rất nhiều bộ phim cổ trang của Trung Hoa, phân cảnh Thanh Cao Tông kế hoàng hậu tự tay cắt đi mái tóc của mình trước mặt hoàng đế Càn Long luôn được trông đợi bởi vì tính dồn nén rất cao để khán giả đến tận cùng của nỗi đau. Việc này đã khiến cho kế hậu sinh thời được vua hết mực sủng ái, vậy mà đến khi qua đời, tang lễ của kế hoàng hậu lại sơ sài, chẳng khác gì bậc nô tỳ thấp kém. Kế hoàng hậu sinh vào ngày 11 tháng 3 năm 1718, mất ngày 19 tháng 8 năm 1766, hay hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Thị, là hoàng hậu thứ hai của Thanh Cao Tông Càn Long Đế. Bà là hoàng hậu duy nhất của nhà Thanh không có tùy hiệu. Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Thị sinh ra trong một gia tộc vô cùng danh giá hiển hách. Bà được chỉ hôn làm Trắc Phúc Tấn cho Bảo Thân Vương Hoàng Lịch khi Hoàng Lịch đăng cơ lấy niên hiệu là Càn Long. Bà được sắc phong thành nhàn phi rồi tiếp tục thăng vị lên nhàn quý phi, hoàng quý phi. Sau khi phú sát hoàng hậu qua đời, bà trở thành kế hoàng hậu của vua Càn Long. Bà đăng quang hoàng hậu khi chưa sinh được hoàng tử nào, thậm chí bà còn được thái hậu rất yêu quý. Khi Càn Long đã nguôi ngoai được với sự ra đi của người vợ phú sát thị, thì ông đã vô cùng yêu thương sủng ái hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Thị, có thể nói vinh sủng không hề ít. Theo sử sách Trung Quốc còn ghi lại, tháng giêng năm Càn Long thứ 30, tức năm 1765, hoàng đế tiến hành tuần du phía nam lần thứ tư, hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Thị cũng có tên trong danh sách những phi tần đi cùng. Khi chuyến tuần du mới bắt đầu, mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi, Càn Long còn ưu ái tổ chức sinh nhật lần thứ 48 cho hoàng hậu rất mực linh đình. Tuy nhiên, sau chuyến đi này, hoàng hậu bỗng chốc bị thất sủng sau một đêm. Sau khi trở về từ cấm thành và bị biệt giam trong cung cấm, cắt giảm cung nữ hầu hạ, tuy không bị phế ngôi vị hoàng hậu, nhưng vua Càn Long đã thu hết những đặc ân mà bà được ban trong những nghi lễ sắc phong năm xưa. Một năm sau khi bị hoàng đế giả lạnh, Ô Lạp Na Lạp Thị buông tay trần thế trong sự tịch mịch và cô độc khi mới 49 tuổi. Khi qua đời, bên cạnh bà không có ai thân thích, chỉ có hai cung nữ hầu cận. Lúc Càn Long biết tin Na Lạp hoàng hậu tạ thế thì ông đang đi săn. Ông không hề sửng sốt cũng như dừng cuộc đi săn lại, mà chỉ để con trai hoàng hậu là hoàng thập nhị tử Vĩnh Cơ trở về Bắc Kinh chịu tang, rồi tiếp tục đi săn thú. Khi ấy Càn Long chỉ đưa ra một đạo thánh chỉ viết rằng: lễ nghi không tiện làm lớn như tang lễ của hiếu hiền hoàng hậu, tất cả mọi nghi thức cứ chiếu theo lễ tang cho hoàng quý phi mà làm. Theo đó, tang lễ của Ô Lạp Na Lạp Thị không được tổ chức theo nghi lễ cho hoàng hậu mà bị giáng xuống một bậc, chiếu theo quy định khi hoàng quý phi mất. Mỗi ngày đều phải có đại thần công chúa mệnh phụ vào thăm viếng và hành lễ. Tuy nhiên, lễ tang của Ô Lạp Na Lạp Thị lại hoàn toàn bị cắt bỏ những nghi thức này. Bấy giờ có ngự sử Lý Ngọc Minh bất bình đã cầu xin Càn Long Đế hãy tổ chức tang lễ xứng với địa vị hoàng hậu của bà. Kết quả ông bị đày ra biên cương. Tuy nhiên, việc đó cũng không làm chấm dứt sự bất bình của triều đình đối với việc làm của hoàng đế. Điều đặc biệt là không chỉ triều đình, đến người trong hoàng tộc họ Giác La Thị và ngay cả trong dân gian, nhất là vùng Giang Nam, vẫn liên tục phỏng đoán vụ việc này. Tất cả đều đã khích việc làm của Càn Long Đế. Đến ngày nay, có nhiều lời đồn rằng trong chuyến tuần du Giang Nam định mệnh năm ấy, Càn Long đã làm một việc kinh thiên động địa mà có ai có thể ngờ được: tuyển kỹ nữ Thanh Lâu tên Thủy Linh Lung lên thuyền ngự để hầu vua. Đáng nói không chỉ có một mình nàng ta, mà hoàng đế còn say mê nhan sắc của bảy chị em Thanh Lâu cùng họ ca hát thâu đêm trên thuyền. Thậm chí Càn Long còn muốn tuyển một cô nương Thanh Lâu về làm phi tần. Việc này đã đẩy mâu thuẫn giữa đế hậu lên đến cực độ, khiến bà quyết định cắt tóc chấm dứt tình nghĩa vợ chồng với hoàng đế Càn Long. Điều này đã khiến cho vua Càn Long phẫn nộ, dẫn đến những hành động tàn nhẫn đối với bà. Khoảng 12 năm sau lễ tang an táng sơ sài của kế hoàng hậu, năm Càn Long thứ 43, tức năm 1778, lại có người dân thư thỉnh hoàng đế cử hành hậu sự cho Na Lạp hoàng hậu theo đúng danh vị của bà. Việc này khiến cho Càn Long đế bắt buộc phải ra chiếu dụ giải thích. Từ khi hiếu hiền hoàng hậu qua đời đến nay,
Nhưng Na Lạp Thị là lúc trẫm còn ở Thanh Cung được Hoàng Khảo ban làm Trắc Thất Phúc Tấn, vị thứ đương cao bèn tấu lên Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, sách lập làm Hoàng Quý Phi Nhiếp Lục Cung Sự, sau 3 năm sách lập làm Hoàng Hậu. Về sau Hoàng Hậu tự mắc lỗi lầm, trẫm vẫn rộng rãi như cũ, nhưng rồi tự tiện cắt tóc, tức trái quốc tục cấm kỵ chất, thế mà Hoàng Hậu vẫn ngang nhiên không màng đến. Trẫm chỉ ra điều răn dạy vì còn nghĩ ơn xưa, cũng không thể phế truất. Sau Hoàng Hậu bào băng, trẫm chỉ giảm nghi văn an táng, vẫn chưa lột bỏ danh hiệu. Huống hồ về sau không lập Hoàng Hậu xử lý việc này, trẫm thật là đã tận tình tận nghĩa. Nếu kế hậu đã tự tay cắt tóc thì nhát chém đó cũng cắt đứt luôn ba giá trị quan trọng nhất của người phụ nữ Mãn Thanh. Đầu tiên, phủi bỏ ý nghĩa của mái tóc Mãn Châu. Người Mãn Châu dù là nữ hay nam đều vô cùng coi trọng mái tóc của mình. Họ vốn là hậu thế của người nữ chân, sinh sống tại vùng rừng núi phía bắc Trung Quốc. Ở đó qua hàng ngàn năm, họ cưỡi trên lưng ngựa lấy việc săn bắn làm nguồn sống. Vì thế nam giới Mãn Châu luôn cạo trọc phần tóc phía trước, kết tóc đuôi sam ở phía sau cho thuận tiện. Còn với nữ nhân thì sao? Khi nhỏ các cô gái Mãn Châu cũng phải cắt gọn phần tóc phía trước, chỉ để ngắn đến ngang trán, phía sau tết tóc đuôi sam giống nam giới, nhưng đuôi tóc sẽ được cột bằng một chiếc nơ đỏ. Nhiều cô gái còn đeo chuỗi hạt làm bằng vàng bạc đá quý để xuôi theo biếm tóc. Khi cưỡi ngựa hay di chuyển, chuỗi hạt cùng biếm tóc lại đung đưa theo gió, tạo nên vẻ đẹp vừa khỏe khoắn vừa thanh thoát. Nếu người Mãn Châu không may phải bỏ mạng nơi đất khách quê người, ví dụ như binh lính nhà Thanh tử trận trên Sa Trường, thì tóc của họ luôn được mang về quê nhà để an táng trọng thể. Điều đó cho thấy sự trân trọng hết mực của người Mãn Châu đối với mái tóc. Ấy vậy mà kế hoàng hậu đã phải tự tay cắt phăng đi một đoạn đầu tóc đẹp, gạt bỏ ý nghĩa mà mỗi người Mãn Châu đều nâng niu trân trọng. Điều thứ hai đó là cắt đi ân tình phu thê với hoàng đế. Nếu các cô gái Mãn Châu tết tóc đuôi sam thì khi xuất giá bắt đầu một quãng đời mới, họ cũng để kiểu tóc khác. Phụ nữ Mãn Châu về nhà chồng không còn phải cắt tóc ngắn nữa, cứ để dài tự nhiên. Nhưng khác với phụ nữ Hán thường quấn tóc thành một búi sau đầu, phụ nữ Mãn Châu có nhiều kiểu tóc cầu kỳ hơn, đặc biệt là đối với gia đình quyền quý sang trọng. Ngoài ra, phụ nữ Mãn Châu với nếp sống bao đời gần gũi với chốn núi rừng hoang sơ nên họ rất yêu thích hoa cỏ, thường cài lên mái tóc những cây trâm chạm khắc hình hoa mẫu đơn, hoa cúc, hoa mận, v.v. Có thể nói nuôi tóc dài là một đặc quyền mà phụ nữ Mãn Châu được nhận lấy sau khi kết hôn. Họ tạm biệt nét khỏe khoắn, tinh nghịch, thời son trẻ để trở nên trang nghiêm, trau chuốt cho bản thân nhiều hơn, cũng là giữ thể diện cho phu quân. Vậy khi kế hoàng hậu buông lời trách móc hoàng thượng rồi tự cắt tóc mình, cũng là để cắt đi ân tình với phu quân hoàng lịch của nàng. Thứ ba, buông bỏ sự uy nghiêm của hoàng hậu Đại Thanh. Hoàng hậu nhà Thanh luôn sở hữu mái tóc búi cao trên đầu, thể hiện uy quyền vạn phùng chi vương. Thời đầu Thanh Triều, hậu cung ưa chuộng kiểu tóc mà chia đuôi tóc ra làm hai, hay gọi là lưỡng bả đầu, mà chúng ta đã thấy trong Diên Hy Công Lược. Điều quan trọng là trang sức trên tóc phải phối chuẩn với họa tiết dưới dài móng ngựa. Như thế phi tần nhà Thanh với kiểu tóc đặc biệt lại không theo tục bó chân đau đớn như người Hán mà mang dài móng ngựa tạo nét thanh thoát yêu kiều. Từ đầu tóc đến đôi chân tất cả đều toát lên nét đẹp riêng biệt của Mãn Châu mà hoàng hậu phải làm gương, gìn giữ bản sắc của tổ tiên. Ngoài ra, sự kền càng của đầu tóc nhằm mục đích buộc hoàng hậu phi tần phải giữ khuôn mặt và dáng vẻ cho ngay thẳng uy nghiêm. Đó là hình ảnh của bậc mẫu nghi thiên hạ, đầy đủ sắc đẹp, nhân phẩm và sự duyên dáng. Kế hoàng hậu vẫn giữ vững hình ảnh như thế cho đến khi bà mất hết tất cả. Vậy thì lúc đấy không ai khác ngoài kế hậu sẽ phải tự tay cắt phăng đi sự oai nghiêm của hoàng hậu Đại Thanh. Đó là hành động tuyệt vọng cho thấy hoàng hậu đã thật sự thua cuộc rồi. Một nhát dao không phải đâm vào tim mà cắt đi mái tóc thề, nhưng cũng chỉ một hành động đó đã phủi sạch hết ba giá trị mà cả đời kế hậu luôn trân quý. Đó chẳng phải là điều đau khổ nhất hay sao?
Từ những ý nghĩa trên, ta có thể thấy nếu thực sự kế hoàng hậu đã cắt đi mái tóc của mình bởi mâu thuẫn với Càn Long hoàng đế, thì việc bà bị thất sủng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng hành động của kế hoàng hậu thể hiện sự tuyệt vọng tột cùng của bà đối với hoàng đế Càn Long, người mà bà đã dành cả cuộc đời để yêu thương. Theo phong tục của người Mãn Châu, thì việc cắt tóc chỉ khi hoàng đế hoặc hoàng thái hậu mất khép vào đại bất kính, đại bất hiếu. Do đó, việc Na Lạp hoàng hậu cắt tóc như xúc phạm bề trên đã khiến cho Càn Long nổi trận lôi đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video về kế hoàng hậu Ồ Lạp Thị và vua Càn Long. Để ủng hộ cho kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký, subscribe và like cũng như bật nút chuông để ủng hộ cho Top Khám Phá Bí Ẩn các bạn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.